Vâng, xin chào tất cả quý vị cùng quý chị và các bạn nhé. Ngày hôm nay thì em Nhiếp đang có mặt tại xã Mường Mô. Tại đây hôm nay diễn ra một sự kiện rất đặc biệt, là hôm nay là tất cả các cơ quan ban ngành thủy của xã cùng với các lực lượng tại các bản thì tham gia một chương trình là tạo một cái là điểm du lịch cho tất cả mọi người cùng trở về đây tham quan vào những ngày hè nắng nóng này, có thể là vui chơi ở dẫn gia đình mình cùng trở về bên dòng suối rất là mát lành. Sau đây xin mời tất cả mọi người cùng di chuyển vào phía bên trong cùng với em Nhiếp. Thưa tất cả mọi người, đây là cái cây cầu Bản Giảng. Tại cây cầu Bản Giảng này thì sẽ có một cái con đường vào, nếu mọi người mà đi đường từ Nậm Nhùn lên Mường Tè thì sẽ ở bên tay phải này, phải không ạ? Sau đây xin mời tất cả mọi người cùng di chuyển vào phía bên trong. Đây, tất cả các lực lượng của đội thanh niên bản cùng với các cơ quan ban ngành của xã đã có mặt tại bờ suối, mọi người ạ, đang tôn tạo những cái điểm vui chơi giải trí cho tất cả anh chị em có nhu cầu đến chơi. Hôm nay được chia làm hai đội, mọi người ạ, ở đây rất là đông. Chào đồng chí Phó Bí thư nhá. Rồi, rất là cẩn thận, mọi người ạ. Hôm nay được anh em đào cái đường xuống ngay cạnh đường bê tông thì có cái đường dẫn xuống dưới bờ suối. Xin mời tất cả mọi người cùng di chuyển anh Nhiếp xuống dưới nhá. Anh nhờ đi. Đây rồi, tất cả lực lượng của xã Mường Mô hôm nay đang tập trung tại bờ suối ngày hôm nay để thực hiện tạo cái điểm vui chơi giải trí trong những ngày hè nắng nóng. Vâng, đây là anh Vinh, trưởng bản của bản Nam Khao, rất gương mẫu đi đầu, rất tích cực. Hôm nay đúng rất là lâu rồi em Nhiếp lại mới quay lại cái địa điểm Bản Giảng ngày hôm nay thì có xuất hiện một cái điều mới, mọi người ạ, là tại đây thì có xuất hiện là ngày xưa là chưa có cái công cụ mà máy sát như ngày nay, mọi người ạ. Thì bà con nhân dân không riêng gì là ở xã Mường Mô đó ạ, những ai ở gần ven sông bên suối đều có cái máy này. Máy thủ công. Và cái này là giá gạo đó mọi người ạ. Đồng lòng mong muốn mang đến một cái không gian cũng như là một cái địa điểm là nghỉ vui chơi giải trí trong những cái ngày nắng nóng như này, mọi người ạ. Đây là đội thanh niên Bản Cang và Bản Giảng. Đây mọi người ạ. Ở phía dưới là có mấy cái máy giá gạo tự động mà trên này cũng có này. Đấy. Nguyên lý là cái máy giá gạo tự động nó chạy kiểu này. Đấy. Cứ mỗi lần quạt là cái này nhanh quá không được, mà nước thì cũng cho vừa phải thôi để cho cái chày nó nhịp nhàng nó giá. Đấy, mọi người thấy không ạ, cái chày giá gạo được chạy bằng sức nước cũng bây giờ thì được các thợ là làm cũng rất là tỉ mỉ và rất là kỳ công, mọi người ạ, mang tính thẩm mỹ đấy. 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 Rất là hay. Đấy. Không người không phải giá nữa, mà cái máy này tự động này nó sẽ tự động giá cho mình. Đấy. Chỉ mỗi buổi là trung bình được một cối, mọi người ạ. Bình thường là một gia đình thì một cối này có thể ăn trong vòng khoảng tầm gần một tuần, mọi người ạ. Đấy. Anh em mọi người, ở phía dưới đây có một đoàn nhá. Còn là phía trên này là có một đoàn nữa. Đấy, đoàn thế này thì đang thiết kế là cái chỗ mà để cho tất cả mọi người có thể là tắm nước. Lên đến đây thì xuất hiện những hòn đá to rồi, vũng nước là sâu dần rồi. Đấy. Ôi, nước rất là trong lành, mát mẻ mọi người ạ. Vào những ngày hè mà được đắm mình như trong dòng suối Mường Mô này thì quá tuyệt vời.
Hôm nay sẽ dành tất cả thời gian là một ngày nhé mọi người nhé, để mà thực hiện cái địa điểm mà vui chơi. Này mọi người, phía bên trên này thì đang thiết kế cái chòi, chòi bằng cỏ xanh nhé mọi người nhé. Buổi khả năng tầm buổi trưa thì mới xong được. Và cái đoạn đường di chuyển từ đường quốc lộ đến đây thì cũng không xa lắm mọi người ạ, nó chỉ khoảng tầm 300-400 mét thôi ạ. Và đến cái chòi là sẽ được bà con nhân dân dựng. Đây cái lực lượng cô các chị đang lấy cỏ xanh về để làm cái chòi. Đàn ông đi làm nhà mà đàn bà thì đi lấy cỏ xanh thì lợp mái đấy. Đấy nhá, lát nữa tại đây thì mọi người sẽ thấy được những cái bàn tay khéo léo của bà con nhân bản sẽ làm cái tấm lợp cái chòi đấy. Là cỏ xanh mọi người ạ. Ngày xưa thì không có cái có bê lô xi măng với là tôn như bây giờ. Ngày xưa chỉ là những cái cỏ xanh thôi, lợp lên những ngôi nhà sàn. Đấy. Dùng cái loại cỏ này mọi người ạ. Đệm thành tấm thành tấm rồi mình lợp lên. Đúng rồi. Mọi người cầm tay rất là nhanh. Khi mà cái chòi dựng lên thì sẽ lợp luôn đấy mọi người ạ. Có mọi người ơi, tại những cái mỏm đá to này thì sẽ theo thiết kế của xã rằng là sẽ làm cái vũng nước ở đây để cho tất cả mọi người có thể là cùng về tắm mát. Ở đây khi đến với cái dòng suối Mừng Mô, suối Năm Mô này, đó sẽ làm cái vũng nước thật to để cho tất cả mọi người hòa mình vào với dòng suối mát lành trong những ngày hè nắng nóng này. Đó, mọi người đến đây thì rất là gần đường quốc lộ đúng không ạ? Mọi người đến cây cầu của xã Mừng Mô. Đấy, cứ dọc theo đường Nậm Nhùn Mường Tè là đến cái cầu của xã Mừng Mô thì sẽ xuất hiện cái dòng suối này. Và cách cây cầu đó bắc con dòng suối này thì lên tầm khoảng tầm 300 mét là đến nơi. Rất gần đấy, rất mát lành. Và lưu diêu ở dưới những dòng suối này thì có những con cá nhỏ đang chạy đấy, xung quanh thì còn vẫn còn là có những cái đám rêu đấy. Với sự hợp tác của đồng lòng của rất nhiều chị em phụ nữ cũng như là tất cả cánh đàn ông thì hiện nay hai bên bờ của dòng suối đã được xếp những hàng đá rất là đẹp mọi người ạ. Đó. Đấy. Hôm nay không thấy mặt ai buồn nữa, làm vẫn thấy mọi người rất là cười, rất là tươi, chứng tỏ rất là vui đúng không ạ. Cái chương trình hôm nay thì không những là mang mục đích ý nghĩa là tạo một cái điểm du lịch cũng như là một cái điểm vui chơi giải trí tất cả mọi người trong ngày hè nắng nóng, mà còn mang chất là gắn kết cái tình cảm giữa các bạn đấy với nhau. Hôm nay gần 200 lực lượng được huy động từ các bạn đây, mọi người rất là niềm nở và tích cực. Đấy, bên kia thì các anh đang đào con đường đi xuống để mình có những bậc thang mình xuống bờ suối để chơi đó, rất là đông và rất là vui. Phía bên kia là có những cái hàng đá được xếp này, thì bên này là có cái những hàng đá được làm bằng để đi mọi người ạ, để bước đi đấy. Đó mà có những cái đường đá này mọi người ạ, dưới chân đi là tuyệt vời. Đấy, con đường nó sắp hoàn thành rồi. Thế là đồng chí phó bí thư đảng ủy xã Mừng Mô người đang rất tích cực để hoàn thành con đường sớm nhất để phục vụ tất cả anh chị em đến với mảnh đất Mừng Mô. Đó, con đường trên này rộng hơn. Đấy, giải từ đây lên. Cái đoạn đấy mọi người ở đây mọi người có thể nhìn thấy cái cầu bên dưới mọi người ạ. Chỗ này thì đường xuống thì khoảng tầm 100 mét thôi. Và điểm tắm nước thì khoảng tầm 250 đến 300 mét là đến nơi. Đấy, sẽ có con đường đá này dẫn lên nhé mọi người nhé. Con đường đá dẫn lên theo cái
ven bờ suối này. Đó. Đây là các đồng chí trong làm khối nước để còn điểm du lịch. Và đây đồng chí chủ tịch phụ nữ xã Mường Mô. Đấy mọi người ạ, đang rất là tích cực đang hướng dẫn chị em nhặt đá để mà làm cái điểm đẹp nhất nhỉ. À, cô nhỉ. Rồi đúng rồi. Thế còn hay nữa là anh em ở trong tỉnh này, trong huyện này, ngoài tỉnh này còn về thăm xã Mường Mô. Đấy bà con chị em phụ nữ rất là tích cực luôn. Hôm nay phụ nữ là đi bao nhiêu người nhỉ cô nhỉ? À tổng là hơn 80 người. À hơn 80 người à. Ừ. Tổng là 8 chi hội. Rất đông. Và 8 chi hội tại 8 bản. Đúng rồi. Rất là có những bản thì rất là xa Mường Mô mọi người ạ. Rơi vào khoảng tầm 30 cây số cơ, nhưng mà vẫn chị em vẫn rất là hào hứng và rất là tích cực. Sáng sớm luôn đấy. Những con đường đá đang là được xếp rất là ngăn nắp. Lắm. Và cũng may là ở bờ suối thì đá thì vô kể luôn mọi người ạ. Đây mình có thể tận dụng được nhiều đó. Đó nếu mà mua thì có cái máy rác cảm tự động. Đúng không ạ? Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ sáng mùng mua nhá. Và đó. Cái cối hoạt động ngày đêm. Cối rác gạo truyền thống của dân tộc Thái. Rất là hay. Từ muôn đời nay trước khi công nghiệp phát triển thì nuôi sống bà con nhân dân là bằng cái hình thức cối giá gạo truyền thống này. Đó, cái này chắc là không biết mệt đâu nhỉ. Mấy anh này là hoạt động suốt đời, đến khi không hoạt động được nữa thì hưu. Đúng không ạ, đến khi mà khi mòn nó là hỏng thì tôi sửa lại thôi. Đúng rồi. Vẫn hoạt động tiếp tục được. Một cái cối này thì chắc là thời gian hoạt động thì nguyên vật liệu có sẵn trong rừng, không phải tốn kinh phí để đầu tư đi mua. Đúng rồi, đây là gì? Và phát minh thì cũng là một cái đột phá là của các ông cụ từ xa xưa. Đó là từ sức người chuyển sang sức nước. Rất là hay. Đó. Thì đây mọi người sẽ được hồi tưởng lại kỷ niệm xa xưa. Đấy. Đấy là điều bình dị nhất được tái hiện lại. Bản sắc truyền thống của người dân. Một dân tộc Thái trắng. Đây mọi người ạ, ngày xưa thì người ta từng có câu là ngày xưa thì một cối một chày đúng không ạ? Và ngày nay thì vẫn là một cối một chày như nhau thôi. Đấy mọi người ạ. Đây chính là cối chày mà mọi người thường thấy xuất hiện trong những cái câu thơ. Đúng không ạ? Và tái hiện lại mấy kỷ niệm thời xa xưa. Đấy, ngày nay thì cơ bản là người ta không còn dùng cái cối giá gạo như này nữa. Ngày xưa, bây giờ người ta dùng máy sáp thì nhanh hơn mọi người ạ. Chỉ cần bỏ thóc vào đó một bao tải thì cần 5 phút là xong luôn. Nó cái này nếu mà để giá thì chắc một bao tải chắc là mất tầm 2 ngày. Đó. À, nếu mà vận dụng được dùng cối này thì mà giá thóc thì nó sẽ gọi là cái chất lượng gạo thì nó sẽ giữ được chất đi dưỡng nhiều hơn rồi ạ. Nhưng mà bây giờ thì đa phần mọi người đều muốn nhanh nên là dùng máy sát hết rồi. Đó. Rất nhiều cối chày được thiết kế tại dòng suối Nậm Mô này mọi người ạ. Đó. Đến sơ là khoảng tầm tại khu này sẽ có tầm hơn chục cái. Hơn chục bộ. Đó, ở phía dưới được tầm khoảng 7-8 bộ đó. Mọi người đến với điểm vui chơi của Mường Mô thì mọi người sẽ được chứng kiến là trực tiếp tận mắt cái cối giá gạo mà từ thời xa xưa đã có rồi. Đó. Tiếp tục là đến phía bên này thì tất cả các anh chị em bà con vẫn đang tích cực mệt mài để lấy thêm những cái cỏ xanh để lợp. Đây là thiết kế mọi người ạ, đang thiết kế cái chòi thôi. Thế bây giờ thì gần được 50% rồi.
cỏ danh đã được lập lên rồi các bạn ạ. Cỏ lộc này thì đặc biệt là rất là mát luôn. Bên này thì đang làm đàn can. Mình sẽ được lợp bằng vanh, vẻ vanh để tạo không khí nó mát mẻ hơn. Đó, đó đây mọi người ạ, đây là bên này có các ông đang bện cái cỏ danh này, lợp thành làm thành tấm để lát mình sẽ lợp cái mái mái chòi kia. Đấy, bện này nhá mọi người nhá, đây là cách bện danh để lợp nhà. Thực ra xưa là lúc nào chưa có ngói thì có bờ lô ấy thì làm thủ công như thế này xưa ấy đó, từ xa xưa rồi. Đấy, các chú thì cũng thời ngày xưa cũng hay được làm nên là bây giờ cũng biết làm, chứ thời trẻ bây giờ như anh em thì em biết là không biết làm thật. Tôi làm rồi. Đấy, cái này phải cũng phải học lâu lâu thì mới được. Rồi cái này là gắn liền với cái thời kỳ xa xưa, người ta lập làm nhà sàn cũng chỉ dùng bằng cái này để lợp thôi mọi người ạ. Thì không có giao thông, với lại thời đó thì tấm lợp chưa phát triển. Tấm lợp bờ lô với lại là tôn cái thứ thì chưa phát triển được. Nên phải dùng cái cách này. Đó. Đúng này. Đó. Thế nên là ngày xưa thì năm 9 mấy đấy thì có xảy ra một cái vụ hỏa hoạn tại Tăng Á đấy mọi người ạ. Do là lợp vào cái danh này mọi người ạ. Với lại mình hay đốt lửa trong nhà nên là cái này nó rất là bắt lửa. Và ngày xưa không cẩn thận là cháy nhà như chơi. Cứ nấu cơm sáng sớm, nấu cơm xong là đi làm cả ngày cũng quay về không ở nhà đấy mọi người ạ. Nhiều trường hợp là bởi vì lúc mình không ở nhà thì gió báo các thứ thì nó cứ những cái mồi lửa nó bén lên rơm lên cỏ danh thì cháy rất nhanh. Đấy, cỏ này thì khô về nó cũng giống như rơm thôi ạ, chỉ cần mồi lửa bé tí thôi là cháy ngay, cho nên là ngày xưa rất là cẩn thận đấy ạ. Đấy, cái củi lửa đó này. Đồng chí trưởng bản là Mô đang bện cái cỏ danh đấy, rất nhanh tay. Đó, mình đan được cái này thì nó sẽ bền hơn rồi ạ. Đúng rồi. Đấy, sẽ bền hơn là đó. Hôm nay mình dự kiến làm bao nhiêu chòi nhỉ chú nhỉ? 10 chòi sao đấy. À, 10 chòi à? Ừ, 10 chòi. Vâng. Thế thì mỗi chòi mà mình chứa được khoảng tầm 15 người thì chắc 100 đoàn tầm 150 người mình tiếp được nhỉ, chú nhỉ? Vâng. Đó. Khoảng tầm 150 đoàn khách đến Mường Mô thì xã Mường Mô có thể là có đủ chỗ để mà mọi người là nghỉ ngơi. À, thư giãn trong những cái chuyến tham quan. Thì bây giờ để đảm bảo an toàn thì hầu như là những cái ngôi nhà hiện đại bây giờ người ta không dùng cỏ danh nữa vì nó dễ bắt lửa, như em nhớ vừa giới thiệu đấy. Chỉ cần mồi lửa là đi luôn cả nhà đó. Còn bây giờ là phục vụ chuồng trại thì cũng hay dùng, mà hôm nay thì những cái điểm du lịch sinh thái cái thứ là mình cho cái này vào nó cực kỳ mát luôn. Lợp cái này phải những nơi tránh xa lửa. Nhưng mà cái này ví dụ là chú, nó được khoảng bao nhiêu năm nhỉ, cái cỏ danh này thì cái này bao nhiêu năm hầm? Thôi mà, từng 2-3 năm phải thay một lần đấy. 2-3 năm phải thay à? Vâng. Thế là cũng khá tốn công nhỉ, đúng không? 2-3 năm. Thế mà nhiều thì có chắc được tầm khoảng 5 năm đúng nhỉ? Vâng, 5 năm là mình phải sửa. Năm thứ 3 thì đi biết là mình phải sửa rồi. Thế là thủng là mình phải bổ sung. Đó. Ngày xưa là em Nhiếp cũng từng ở nhà này mọi người ạ. Nhà lợp bằng mái danh thì em Nhiếp cũng hiểu. Nên là lúc nào các ông cũng cứ bảo là phải cẩn thận củi lửa nhá. Khi nào không ở nhà phải dập bằng nước đi. Đó, chỉ cần cháy nhà thôi là nó xảy ra rất nhiều chuyện ạ. Bởi vì nhà ngày xưa thì hay ra sát nhau. Cháy nhà này thì lan sang cả bản luôn. Đó là ý thức là cũng rất là cẩn thận ngày xưa đi. Đúng là ngày hôm nay thì phải nói là các ban ngành thì rất là tích cực. Và anh em mặc dù là thời tiết nắng rất nóng nhưng mà ai cũng cố hết mình vì một cái
không gian vì một cái điểm vui chơi vào dịp hè này cho tất cả bà con nhân dân trong bản, trong xã cũng như là tất cả anh em du khách mà yêu mến Mường Mô. Đến được Mường Mô thì ngoài du lịch lòng hồ thì mình có thể đến cái địa điểm mới này nhé mọi người nhé, mới thành lập. Đó mọi người ạ, hay sát ở đây thì có hai vũng nước á. Vũng này cũng sâu đấy. Đó. Nhưng mà chỗ này tắm nó quá tuyệt vời luôn. Đó. Tuyệt vời và tuyệt đỉnh. Đây. Tất cả anh chị em đang rất tích cực. Là nơi vũng nước để mọi người có thể hòa mình với dòng suối của Mường Mô. Đó. Bây giờ đang cậy đá là nước hơi đục một chút. Để các lúc đó vậy thì sẽ là đấy thôi mọi người ạ. Nó sẽ trong lại thôi. Nhưng mình không động tới đá nữa, không cậy đá nữa. Đó đấy nha, rất tuyệt vời nha mọi người nhé. Mình không phải bộn bề khói bụi thành phố. Bên đây thì mình cảm thấy không khí trong lành và nó cực kỳ mát mẻ, nó phù hợp với tất cả lứa tuổi. Và đây mọi người, đây là cái địa điểm mà tổ hậu cần, tổ hậu cần đấy là các đầu bếp phục vụ, hôm nay là phục vụ cho gần 200 người, là con lợn khoảng tầm tạ dưới mọi người ạ. Đó, rất to. Đó. Hôm nay là món giò thui mọi người ạ. Đấy, món này thì nó hoa chuối thì tuyệt vời. Rất là sắc. Cái lòng nó sẽ xào ấy mà. Và đây là công tác hậu cần cho bữa trưa ngày hôm nay mọi người ạ. Với cái món rau dớn được chị em tận tay đi nhặt ở ven suối. Đấy, rau rất là sạch luôn nhá mọi người nhá. Đấy, rau sạch. Đấy. Chúng mình tổ đội xem nào. Các đầu bếp đang rất là tích cực để đảm bảo giờ giấc cho anh em đang hoạt động ở phía bên trên. Đấy. Là chị phó chủ tịch hội nông dân rất trẻ. Già rồi, gần 40 rồi. Đó, rất tích cực, nhanh tay mới cho làm bảo bếp, không là cho đi xếp đá ngay. Bây giờ là xong một hồi là công tác chuẩn bị lương thực thực phẩm. Đấy, bây giờ là các món dần về ấy rồi. Sắp xếp mâm. Ôi, mời tất cả anh em ăn cơm với toàn thể anh em đội hình xong mua nhá. Mời anh em nhá. Nào, anh em ơi. Hai bộ nào. Hai bộ nào. Mường Mô lên nào. 100% nha. Được rồi, cầm tay nha, đây, cầm tay nào, 25 nào. Nào. 25 nào. 25 nào. 25. Được rồi.
qua sau chị ngang cơm trưa như té nước là mệt mỏi rồi. Thì tất cả mọi người đều hào hứng là trở vào công tác để tiếp tục công việc trong buổi chiều nay mọi người ạ. Tất cả anh chị em ngày hôm nay tham gia thế là lượng cải tạo cái khu du lịch sinh thái của xã Bằng Mô đều đang hào hứng trở về lại vị trí của mình rồi. Đấy, mọi người đang di chuyển tiếp cái đoạn đường tiếp theo để hoàn thiện nốt cái những cái không gian thật đẹp nhất dành tặng cho tất cả mọi người. Đó. Đấy, vui chơi xong thì vẫn là tiếp tục làm việc đấy. Đó là một niềm vui của tất cả anh chị em mà. Ai cũng rất là vui vẻ. Đó. Đó, tất nhiên là bắt đầu là xả trước rồi. Mát không? Ôi. Mát không? Hát mé cũng không còn suối nữa nhờ, hát mé rồi. Bắt đầu pin không còn suối nữa rồi. Anh em muốn tặng nước xuống đây, xuống cái view nhá. Đúng rồi, đấy, mọi người ạ. Đấy, có những cái vùng nước rất là lớn luôn này. Để anh em tạo ra trong buổi sáng nay. Mà chiều nay đã có thể đưa vào hoạt động rồi. Đấy. Hoạt động luôn mọi người ạ. Và người... cái dòng nước rất là trong vắt. Đấy, rất mát mẻ. Thế là chị em cũng cắm cùng nữa. Ôi trời ơi, chị em cắm cùng người chết rồi. Cái nào người đây thôi. Ok, nha, tiếp tục nhá. Đấy, hai em mình di chuyển sang bên này. Đoạn đường tiếp theo trong buổi trưa ngày hôm nay. Đó, mọi người đã đi vào ngoài rồi, đi vào vị trí của mình rồi. Tiếp tục luân phiên đá lại xếp vào cái bờ đây là mọi người tiếp tục trong chương trình buổi chiều nay. Anh em hai đấy nào. Đấy, mọi người tập trung tiếp tục là xếp kè mọi người ạ, thành một cái địa điểm thật là thích mắt và bắt mắt, nhưng mà trong đó thì cũng chứa tràn rất là nhiều công sức của tất cả anh chị em thuộc xã Mộc Mô. Nên là mọi người là phải cố gắng thật đến Mộc Mô một lần nhá mọi người nhá. Và cái điều cố gắng nó chứa đựng mồ hôi công sức của tất cả anh chị em Mộc Mô. Mong muốn là đón tất cả mọi người trở về đây. Đó. Bên chương trình ngày hôm nay thì gái trai đều có phần tham gia và những ai có sức khỏe đều trở về đây để ủng hộ cái chương trình du lịch sinh thái của xã Mộc Mô. Nó to đấy. Ui giời, khỏe thế nhỉ. Và máy quay có khác khỏe luôn. Những chặng đường mà nó nối tiếp chặng đường. Chặng đường xây vài trăm mét là đường đá mọi người ạ.